đội ngũ hơn ngàn chiến sĩ hạng nặng lại bị một con dê đánh tan chỉ vì linh khí toàn cầu phục hồi động vật lần lượt tiến hóa thành hung thú khủng bố tuy nhiên mức độ tiến hóa của con người là rất nhỏ lam tinh đã trở thành thiên đường của thú dữ may mà sau khi ta tái sinh thành kim điêu còn thức tỉnh thôn phệ tiến hóa hệ thống bây giờ đã chiếm cứ tiểu nam sơn trở thành bá chủ một phương không ngờ nhân loại cũng bị tiểu nam sơn thấy dị thường của hung thú hấp dẫn mà đến chỉ là không đợi ta ra tay chiến sĩ ghen cường hãn của nhân loại đội ngũ đã bị ba con mãnh thú cấp e tập kích một số chiến binh ưu tú đã chết tư lệnh từ trấn quốc kiềm chế trong lòng phẫn nộ cũng không có ra tay chỉ chăm chú nhìn 10 người vây đánh ba con lợn rừng mặc dù những người có thể trở thành chiến binh ghen đều là tinh anh nhưng thời gian tiêm quá ngắn nhiều người vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với sức mạnh của mình một thân thực lực có thể phát huy ra chỉ có bảy tám phần mười vì vậy bây giờ là một cơ hội tốt để thực hành từ trấn quốc tự nhiên sẽ không nhúng tay vào mười tên nhị giai chiến sĩ vừa mới bắt đầu còn có chút xa lạ phối hợp không tốt ngay cả trong một hoặc hai khoảnh khắc suýt nữa bị lợn rừng chộp lấy cơ hội làm bị thương. Nhưng những chiến binh này trước đây cũng là tinh anh trong chiến đấu, nhanh chóng làm quen với mô hình chiến đấu mới. Một lát sau, vô tình giết chết ba con lợn rừng. Từ Trấn Quốc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng có chút vui mừng. Truyền lệnh xuống, bảo người hậu cần đưa những người lính đã hy sinh về chôn cất, đưa ba con lợn rừng này đến viện nghiên cứu khoa học. Sau khi trận chiến kết thúc, mặc dù ba con mãnh thú cấp e, sát chết xứng đáng được như một chiến lợi phẩm, nhưng ai cũng không vui, bởi vì vừa mới bị heo rừng đánh lén chín chiến sĩ đã hy sinh giữ vững tinh thần tiếp tục đi từ trấn quốc thấy mọi người có chút bi thương mở miệng muốn nói gì đó an ủi cuối cùng ra lệnh đơn giản đoàn người trầm mặc đi về phía trước càng ngày càng đến gần tiểu nam sơn bọn họ gặp phải hung thú cũng càng ngày càng nhiều nhưng với kinh nghiệm trước đó lòng cảnh giác của mọi người đều phi thường cao hầu như không có vụ tấn công nào xảy ra cho đến khi họ kết thúc tất cả 132 con hung thú cấp F, 67 con hung thú cấp E. Cả đoàn đội đang đi lúc này. Một con hung thú cấp thứ nhất xuất hiện, đây là một con dê khổng lồ dê vốn là động vật ăn cỏ tính cách chưa nói tới ngoan ngoãn nhưng cũng không có tính chủ động công kích nhưng mà con dê trước mặt tản ra khí tức cấp D con dê thở hồn hển hai mắt đỏ bừng một đôi ánh mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm đoàn người bọn họ trước mặt con dê là xác của một con sói bị mổ bụng chết rất thảm rõ ràng con sói này chỉ có thực lực cấp e rơi vào tay con dê cấp D này trực tiếp bị hành hạ đến chết và bây giờ con dê bạo ngược tiếp theo mục tiêu chính là những chiến sĩ ghe nhân tộc này từ trấn quốc không chút do dự trực tiếp đi tới đội ngũ phía trước nhất mắt nhìn thẳng vào con dê gần một ngàn người không ai khác ngoài hắn mới là đối thủ của dê dê núi gầm nhẹ một tiếng lao thẳng về phía từ trấn quốc kỹ năng quân hồn từ trấn quốc không dám chậm trễ trực tiếp dùng ra một cái kỹ năng duy nhất thuộc về mình trong chốc lát một đạo quang mang từ trên người từ trấn quốc bộc phát ra bao phủ tất cả các chiến binh đánh 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 toàn quân như cán thuốc kích thích mỗi người đều được tăng cường 10% sức chiến đấu trong đó tự nhiên cũng bao gồm từ trấn quốc thân là chỉ huy từ trấn quốc nhận được tăng ích hít sâu một hơi một quyền đánh về phía dê núi cùng lúc đó những chiến sĩ còn lại đều lui về phía sau vây thành vòng tròn đem dê núi cùng từ trấn quốc vây lại sau đó mỗi người đều móc ra vũ khí đặc biệt vũ khí nóng bắt đầu bắn vào con dê bởi vì họ làm thành một vòng tròn vì vậy bất cứ lúc nào luôn có người đi vòng qua từ trấn quốc bắn vào vị trí con dê tuy nhiên vũ khí này không thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho dê nhưng cũng làm con dê bị tấn công ảnh hưởng từ trấn quốc thực lực không tầm thường với sức mạnh của mình ông ta có thể đánh ngang tay với con dê với sự hỗ trợ của các binh sĩ trực tiếp ép lui con dê dê núi giận dữ muốn tiêu diệt những chiến binh quấy nhiễu mình nhưng lại bị từ trấn quốc giữ chặt thời gian trôi qua từng chút một các vết thương trên con dê ngày càng nhiều hơi thở dần dần uể oải cuối cùng từ trấn quốc nhắm chuẩn cơ hội một quyền đánh ra đánh con dê ngã xuống đất thắng chỉ huy uy vũ chúng ta đánh chết một con hung thú cấp đê các chiến sĩ xung quanh nhìn hơi thở con dê tiêu tán cả đám trợn to mắt hưng phấn kêu lên đây hoàn toàn là nhân loại đấu tranh với hung thú thời gian dài như vậy tới nay lần đầu tiên đánh chết hung thú cấp cao nhìn đám đông hoan hô từ trấn quốc cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng có chút kích động hắn cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể săn giết một con hung thú cấp đê mặc dù con hung thú này trước đó tựa hồ đã đại chiến rồi vẫn còn vết thương trên người truyền lệnh xác của con dê và xác con sói lập tức đưa về viện nghiên cứu từ trấn quốc lập tức mở miệng vừa dứt lời mọi người còn chưa kịp nhận lệnh đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống bên cạnh dê núi dưới sự vỗ nhẹ của đôi cánh mọi người ở đây lập tức người ngã ngựa đổ ngay cả từ trấn quốc cũng khó có thể chống cự trực tiếp lui về phía sau ba bước từ trấn quốc sắc mặt hoảng sợ nhìn lại chỉ thấy trên sân xuất hiện một đại bàng khổng lồ tỏa ra khí tức cường đại giờ khác này từ trấn quốc có chút hoảng hốt trong thoáng chốc hắn tựa hồ thấy được kim điều kia từ trấn quốc đứng lên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc hắn có thể cảm nhận được huyền vũ thần ưng khí tức cường đại phát ra đây là khí tức thuộc về cấp đê mạnh hơn nhiều lần so với con dê trước đó bước đầu nhận định bản thân không phải là đối thủ. Đại bàng rất hài lòng với những người này, vẻ mặt sợ hãi khi đối mặt với chính mình. Điều này có thể giúp nó thư giãn một chút trước khi gặp tôi. Sau khi thấy chiến đấu của 10 con hung thú cấp C, trong lòng nó khủng hoảng. Đối mặt với đại địch như nhân loại, Huyền Vũ Thần Ưng không hề để vào mắt, hai cánh bay thẳng về phía Từ Trấn Quốc. Từ Trấn Quốc muốn phản kháng, nhưng mà thực lực trên lệch quá lớn, một chiêu đã bị Huyền Vũ Thần Ưng đánh bại. Mắt thấy Huyền Vũ Thần Ưng hiện ra hàn quang lợi trảo, chỉ còn cách cổ họng mình ba tấc, Từ Trấn Quốc trong lòng ai thán một tiếng ta chết rồi nhưng trong nháy mắt tiếp theo nỗi đau trong tưởng tượng của từ trấn quốc vẫn chưa đến cảm thấy vai mình bị nắm chặt ngay sau đó cả người bị mang theo bay lên trời chỉ huy bị bắt cứu chỉ huy trong lúc nhất thời chiến sĩ nhân loại đại loạn có người muốn xông lên cứu từ trấn quốc nhưng huyền vũ thần ưng khinh thường hử lạnh đôi cánh vỗ nhẹ thổi bay mọi người khoảnh khắc tiếp theo huyền vũ thần ưng mang theo từ trấn quốc dương cánh bay lên bầu trời trong khoảnh khắc thân ảnh liền biến mất không thấy phó chỉ huy phải làm gì đây các binh sĩ có chút hoảng loạn cả đám đều đem ánh mắt rơi vào trên người Phó Chỉ Huy. Phó Chỉ Huy hít sâu một hơi nói, tất cả các binh sĩ cấp 1 trở lại viện nghiên cứu với xác dê và sói, những binh sĩ cấp 2 còn lại theo tôi, đuổi theo Chỉ Huy tử. Vâng, bị Huyền Vũ Thần Ưng mang theo, Từ Chấn Quốc trong lòng nghi hoặc, không biết đối phương muốn dẫn mình đi đâu, trong lúc này hắn còn muốn phản kháng, nhưng căn bản không thoát khỏi sự khống chế của Huyền Vũ Thần Ưng. Một lát sau, Huyền Vũ Thần Ưng mang theo Từ Chấn Quốc hạ xuống. Từ Chấn Quốc nhìn chung quanh, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Chỉ Huy tử phải không? Có muốn bàn chuyện làm ăn với tôi không?" Tôi nhẹ nhàng mở miệng, đồng tử từ Trấn Quốc co lại, cho dù là hắn đã trải qua sóng to gió lớn, giờ phút này cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh, hung thú cư nhiên là mở miệng nói chuyện. Đây quả thực là phá vỡ tam quan của Từ Trấn Quốc, mặc dù sau khi hung thú tiến hóa, sẽ có chỉ số IQ siêu cao và sức mạnh, sức mạnh cũng được dự đoán trước, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày hung thú còn biết nói. "Chỉ Huy tử, không cần phải lo lắng, tôi nghĩ chắc anh biết tôi, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi." đối mặt với từ trấn quốc trợn mắt há hốc mồm, tôi lại mở miệng trong lòng tôi cũng rất rõ ràng kiếp trước nhân loại lần đầu tiên phát hiện hung thú cư nhiên có thể nói chuyện tạo thành khiếp sợ cũng là điên cuồng một lát sau cuối cùng cũng xoa dịu được tâm thần từ trấn quốc hít sâu một hơi nói vị kim điêu tiên sinh này không biết là anh cử người bắt tôi là anh muốn làm ăn gì với tôi một sự ngưỡng mộ lóe lên trong mắt tôi tôi nghĩ tới từ trấn quốc hẳn là có thể tiếp nhận cùng hung thú đối thoại tôi vẫn là đánh giá thấp khả năng chấp nhận của đối phương chỉ trong chốc lát cư nhiên có thể chấn định lại không chỉ có thể nói chuyện với tôi mà còn có thể bình tĩnh tiếp tục chủ đề của tôi. Không vội, tuy rằng bất đắc dĩ mời chỉ huy từ đến đây. Vẫn là có chút mạo muội, nhưng tôi mang theo thành ý. Để thể hiện sự chân thành của tôi, tôi muốn nói với anh vài điều. Một ít về thiên địa linh khí hồi phục, chuyện hung thú đại biến. Không biết chỉ huy từ, anh có hứng thú không? Nghe xong lời tôi nói, từ Trấn quốc đã mạnh mẽ tỉnh táo lại, ánh mắt sáng lên. Giờ phút này hắn mặc dù an nguy khó định, bị hung thú huyền vũ thần ưng bắt tới. Đối mặt với mãnh thú hoàn toàn không thấy rõ thực lực, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này từ Trấn Quốc hoàn toàn là làm tốt chuẩn bị hy sinh, hôm nay có cơ hội thăm dò một ít tin tức tự nhiên là không thể bỏ qua. Kim Điêu tiên sinh sẵn sàng cho tôi biết, tôi tự nhiên lắng nghe. Từ Trấn Quốc ôm quyền nói, tôi gật đầu, sau đó vung cánh, một đạo linh lực bộc phát, bắn thẳng vào tảng đá cách đó không xa. Từ Trấn Quốc hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng ta hỉ nộ vô thường muốn động thủ giết hắn. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được tôi, đánh ra một đạo khí thế linh khí cường đại. Linh lực này nếu oanh kích tới trên người hắn, chỉ sợ là trong nháy mắt sẽ đem hắn đánh thành hư vô. Nhưng mà chính là linh lực cường đại như vậy, sau khi oanh kích vào tảng đá bình thường kia, Từ Trấn Quốc mở to hai mắt nhìn, bởi vì trên tảng đá lớn kia, trực tiếp xuất hiện một chiếc ghế rất đẹp, trên đó thậm chí còn có hoa văn điêu khắc. Đập vỡ tảng đá đó rất đơn giản, nhưng làm đến mức này, điều đó cho thấy việc khống chế linh lực đã trở nên rất điều luyện, đến mức Từ Trấn Quốc không thể hiểu được. Chỉ Huy Tử, mời ngồi, ta thản nhiên nói xong, Từ Trấn Quốc cảm tạ, rồi ngồi xuống. Đầu tiên tôi muốn nói với Chỉ Huy Tử, anh không cần phải gọi tôi là Kim Điêu, tôi đã đặt cho mình một cái tên nhân loại. Tên là Lục Vũ, anh có thể gọi tôi bằng cái tên đó. Ta đuổi Huyền Vũ Thần Ưng đi, sau đó nói chuyện riêng với Từ Trấn Quốc. Mở miệng chính là nói ra tên của mình, cái tên này không quan trọng ở giới hung thú. Hung thú càng coi trọng danh hiệu hơn, nhưng con người thì cần một cái tên. Lục Vũ, tên đẹp, Từ Trấn Quốc khách sáo nói một câu. Chỉ huy từ khách sao rồi, chúng ta hãy nói về linh khí. Thế giới nhìn nhận thế nào sau khi linh khí phục hồi? Nghe xong lời tôi nói, trong đầu từ trấn quốc hiện lên linh khí hồi phục nhân loại bị hung thú tàn sát và những chiến hữu đã chết trong những trận chiến với hung thú trong nháy mắt hắn siết chặt nắm tay thấy từ trấn quốc không nói một lời ta tự mình mở miệng nói trước khi linh khí phục hồi nhân loại là chúa tể của hành tinh này đứng trên đỉnh thế giới quyết định số phận của động vật nhưng sau khi linh khí hồi phục hung thú dị biến sức mạnh của con người không đáng kể trước mặt hung thú tôi e là trong thời gian ngắn như vậy có lẽ đã có rất nhiều người bỏ mạng từ trấn quốc đột nhiên đứng lên nghiêm mặt nói từ khi hung thú xuất hiện con người bị tổn thất nặng nề bởi sự tàn sát của hung thú nhưng con người chúng ta sẽ không bị đánh bại bởi những hung thú đó ngay cả khi con người chúng ta không thể sống trong hào quang không đạt được lực lượng trong linh khí phục hồi như hung thú cũng sẽ không khuất phục hung thú chúng ta sẽ chống cự cho đến khi con người có thể chống lại sức mạnh của hung thú lục tiên sinh anh tìm tôi rốt cuộc là vì cái gì nói thẳng ra đi nếu muốn gây bất lợi cho nhân loại thông qua tôi vậy thì anh đã nghĩ sai rồi còn không bằng trực tiếp giết tôi không cần lãng phí thời gian thấy từ trấn quốc đột nhiên kích động ta lại tiến lên dùng linh lực đem từ trấn quốc đè trở lại trên ghế mở miệng nói không cần kích động anh cần biết hung thú cũng không giống nhau không phải tất cả hung thú sẽ là kẻ thù của loài người sau khi có được sức mạnh chúng sẽ tàn sát loài người nhưng cũng có những hung thú có thiện trí với con người như tôi chỉ huy từ chắc còn nhớ chứ tôi đã cứu rất nhiều người nghe thế từ trấn quốc bình tĩnh lại lời lục vũ nói đúng trên thế giới này có rất nhiều hung thú không phải tất cả thú giữ đều thù địch với con người một số chúng không có cảm xúc với con người miễn là con người không chủ động quấy rối, đối phương cũng sẽ không ra tay với con người. Tương tự, cũng có thể sẽ có hung thú bảo trì thiện ý với nhân loại. Ví dụ như Lục Vũ, Lục tiên sinh trước đây nhiều lần ra tay từ mỗ ở chỗ này tạ ơn. Chỉ Huy từ khách sáo, điều tôi muốn nói với Chỉ Huy từ là, hôm nay thiên địa đại biến, mặc dù con người không có được sức mạnh to lớn, nhưng không phải con người bị trời đất bỏ rơi, con người vẫn có tiềm năng lớn, vì vậy, tôi mới tìm anh để bàn chuyện làm ăn với loài người. Xin Lục tiên sinh nói thẳng, rốt cuộc muốn làm ăn cái gì với chúng ta? Tôi muốn, thành phố Giang Châu, không thể nào, từ trấn quốc nghe được yêu cầu của tôi, ngay lập tức từ chối, đùa sao, Giang Châu không phải là thành phố nhỏ, đây là thành phố có dân số hơn 10 triệu người, một thành phố lớn như vậy, làm sao có thể giao cho một con hung thú, mặc dù con hung thú này không có vẻ gì là ác ý. Chỉ Huy từ không cần lo lắng, hãy nghe tôi, hiện giờ hung thú cả đám đều bắt đầu biến dị tiến hóa, theo bản năng, khi mạnh đến một mức độ nào đó, chúng sẽ bắt đầu chiếm lĩnh lãnh thổ. Mà thực lực của ta bây giờ đã là cấp B rồi với sức mạnh này chiếm lĩnh cả thành phố giang châu không có ai hay hung thú nào có thể ngăn cản tôi nhưng tôi không muốn gây thương vong cho nhân loại hy vọng rằng bằng cách hòa bình tôi chưa nói xong từ trấn quốc liền ngắt lời nói lục tiên sinh ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh mặc dù thân là cường giả cấp b mà ngươi nói ta chưa bao giờ nghe qua nhưng con người chúng ta có một vũ khí mạnh mẽ gọi là bom hạt nhân dưới hạt nhân chúng sinh bình đẳng đối mặt với uy hiếp hạt nhân của từ trấn quốc tôi chỉ cười mà không nói trực tiếp dùng hành động biểu thị sức mạnh của mình khoảnh khắc tiếp theo lôi đình hạ thế giới sự bộc phát toàn lực hiện ra tuy rằng chỉ là vừa phát liền thu nhưng trong đó ẩn chứa thiên uy minh mông cuồn cuộn trực tiếp dọa từ trấn quốc nghĩ đến chỉ huy từ thân ở địa vị cao có thể hiểu rõ sức mạnh của hạt nhân khoảnh khắc vừa rồi chỉ huy từ cảm thấy so với hạt nhân thì thế nào từ trấn quốc có chút hoảng hốt khoảnh khắc đó hắn cảm nhận được nhiều hơn là nguy cơ sinh tử mà là một loại run rẩy bắt nguồn từ linh hồn hắn đã từng đối mặt với hạt nhân biết rõ sức mạnh của hạt nhân nhưng khoảnh khắc này hắn cảm thấy áp lực tương tự nghe thở. Từ Trấn Quốc không có thời gian đánh giá Thiên Uy vừa rồi. Thủ đoạn so với hạt nhân rốt cuộc ai mạnh ai yếu, nhưng ông ta biết rất rõ, nếu ta chạy đến thành phố Giang Châu dùng chiêu này, thành phố Giang Châu không ai thoát khỏi cái chết. Hít sâu một hơi từ Trấn Quốc mở miệng nói, "Lục tiên sinh, tôi thừa nhận anh rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta không thể đem thành phố Giang Châu giao cho một hung thú như anh, con người sẽ không bao giờ đầu hàng, tuyệt đối không chấp nhận làm nô lệ, tôi khuyên anh nên từ bỏ suy nghĩ đó." Ta thấy từ Trấn Quốc dầu muối không vào, đơn giản nói thẳng, yên tâm, tôi không có hứng thú với việc nô lệ các người. Tôi chỉ cần mọi người ở Giang Châu tuyên bố thần phục tôi, và tôi sẽ che chở cho thành phố Giang Châu, không bị những hung thú khác xâm hại. Hiểu được suy nghĩ của Từ Trấn Quốc, ta căn bản không cho hắn mở miệng cự tuyệt, trực tiếp nói, anh không cần phải từ chối, tôi tin rằng dù là đồng ý hay từ chối, thật ra anh không thể làm chủ được, cho nên anh chỉ cần đem thành ý của tôi báo cáo lên, để cho người có thể quyết định suy nghĩ là được rồi. Dứt lời ta trực tiếp gọi Huyền Vũ thần ương tới, lúc này nói, 10 người dưới trướng chỉ huy từ, bọn họ đang đi về hướng này ngươi tìm vài thủ hạ đưa bọn họ đến thành phố giang châu hãy nhớ ngươi phải đích thân đưa chỉ huy từ về lục tiên sinh từ trấn quốc muốn thanh minh một chút con người tuyệt đối không đầu hàng nhưng tôi không muốn nghe trực tiếp để huyền vũ thần ưng mang hắn rời đi nhìn từ trấn quốc bị đem đi tôi cười nhạt chỉ huy từ anh cần biết trong nhân loại cũng không phải chỉ có người như anh thường nhiều người hơn là tham lam họ không thể từ chối tôi mong anh đến lần nữa bên kia huyền vũ thần ưng mang theo từ trấn quốc rời khỏi chỗ của ta đến lãnh thổ trước đây của mình, thuận miệng liền kêu gọi ra 10 con chim chủng loại không đồng nhất, cả đám đều là tồn tại cấp E đỉnh phong, mang theo tiểu đệ, Huyền Vũ thần ưng rất nhanh tìm tới, tìm phó chỉ huy của Từ Trấn Quốc và 10 người khác. "Chỉ huy, anh không sao chứ?" Phó chỉ huy thấy Từ Trấn Quốc, kích động kêu gọi, sau đó thấy được Huyền Vũ thần ưng cùng 10 tiểu đệ, lúc này như lâm phải đại địch, nhất là khi nhìn thấy Từ Trấn Quốc và đám người Huyền Vũ thần ưng cùng đến. Phó chỉ huy trong lòng thậm chí trong nháy mắt, nghi ngờ có phải Từ Trấn Quốc nổi dậy theo địch hay không kẻ địch tấn công, chuẩn bị chiến đấu, phó chỉ huy không nghĩ nhiều, nhìn 10 con hung thú cấp E xông tới, lúc này kinh hô một tiếng. Từ trấn quốc lập tức mở miệng nói, "Đừng kháng cự, họ không có ý xấu." Mà lúc này phó chỉ huy cùng 10 người, như lại ăn ý không nghe lời từ trấn quốc, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. 10 con hung thú đều có thực lực cấp E đỉnh phong, trái lại 10 chiến sĩ cũng chỉ có thực lực cấp E sơ cấp. Trận chiến này hoàn toàn là nghiền ép, chỉ mới bắt đầu rồi kết thúc. Kết quả cuối cùng là 10 chiến sĩ uể oải bị 10 con hung thú túm lấy đi theo phía sau huyền vũ thần ưng hướng giang châu bay đi một lát sau đám người từ trấn quốc đến thành phố giang châu liền thấy được một màn làm cho bọn họ lâm vào sợ hãi một con chim khổng lồ với ngọn lửa bốc cháy trên cơ thể rong rủi trên bầu trời thành phố giang châu phía dưới là vô số chiến sĩ vác súng lên nòng như lâm đại địch từ trấn quốc thấy thế lúc này dãy ruộng dự định lập tức đi hỗ trợ nhưng dưới sự khống chế của huyền vũ thần ưng không có lối thoát nào cả ngay khi hắn lo lắng không thôi lại phát hiện huyền vũ thần ưng hướng về phía hỏa diễm liệt điều khẽ hô một tiếng sau đó hỏa điều kia lại thu liễm hỏa diễm trên người mình bay qua ngươi là tiểu ưng dưới trướng tôn chủ ngươi đến đây làm gì chuyện gì đã xảy ra với những người này hỏa điều thấy thế có chút tò mò hỏi huyền vũ thần ưng đối mặt hỏa điều cấp c rõ ràng là có chút sợ hãi lúc này một năm một người đem lời của ta nói cho hỏa điều hỏa điều nghe vậy nhìn từ trấn quốc khinh thường nói tôn chủ quá coi trọng những nhân loại này rồi muốn thống trị thành phố giang châu không cần họ đồng ý nhìn thấy chưa vừa rồi nếu không có chỉ thị của tôn chủ ta hoàn toàn có thể trực tiếp đốt thành phố Giang Châu thành cho bụi. Nhưng nếu tôn chủ có lệnh, vậy thì ta sẽ không kháng lệnh. Nói xong hỏa điểu nhìn chằm chằm từ Trấn Quốc. Con người, nếu tôn chủ nguyện ý cùng các ngươi chơi, hy vọng các ngươi nên biết điều. Nếu như dám cự tuyệt ý tốt của tôn chủ, chọc giận tôn chủ, ta nhất định sẽ thiêu hủy Giang Châu các ngươi. Từ Trấn Quốc chưa từng thấy hỏa điểu bao giờ, nhưng hỏa điểu thể hiện ra khí tức quá mức khủng bố, không thể tưởng tượng được một khi nó ra tay sẽ gây ra thương vong khủng khiếp như thế nào. Cũng may con hỏa điều này hẳn là hoàn toàn nghe lệnh lục vũ sau khi uy hiếp mình một phen liền dần dần thu liễm khí tức cũng không có ra tay với chiến sĩ vận sức chờ phát động ở phía dưới ta sẽ ở đây để chờ tin tức của ngươi sự kiên nhẫn của ta có giới hạn việc này phải được xác nhận càng sớm càng tốt nếu không tất cả mọi người ở giang châu giết không tha hỏa điều cuối cùng lạnh lùng nói một câu sau đó liền ra hiệu huyền vũ thần ưng mau chóng mang theo đám người từ trấn quốc tiến vào thành phố giang châu lần đầu tiên làm việc cho tôi hỏa điều tự nhiên muốn được chú ý cho nên lời nói rất nặng nề không hề nể mặt đám người từ trấn quốc chút nào dù sao nàng cũng là hung thú cấp c trung cấp nếu không có lệnh của tôi cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn những người này hỏa điều thái độ bá đạo lãnh khốc khiến cho áp lực trong lòng từ chấn càng nặng thêm vài phần tôi đã gây áp lực cho anh ta đã làm cho hắn nội tâm như là đè nặng một khối cự thạch lúc này hỏa điều dưới chúng ta cũng cường đại khó có thể tưởng tượng được thậm chí cực kỳ thích giết người hắn không khỏi nhớ tới đối mặt với ta tự tin khi nói đến bom hạt nhân so với sấm sét hủy diệt khắp bầu trời nếu không thuận theo ý ta hắn cũng không dám tiếp tục tưởng tượng cũng vào lúc này huyền vũ thần ưng vỗ cánh mang theo đám người từ trấn quốc bay xuống thành phố giang châu sau khi hạ cánh từ trấn quốc ngay lập tức đi tới pháo đài ngầm của thành phố khi hắn nói rõ với người đứng đầu thành phố kim điêu yêu cầu muốn chiếm cứ thành phố giang châu phản ứng đầu tiên của thị trưởng đương nhiên là giận không kiềm được nhưng khi từ trấn quốc cho thấy sức mạnh vô hạn của ta và nghĩ đến sức mạnh của hòa điều dưới chúng ta đều đã cường hãn vượt quá nhận thức của hắn hắn lập tức báo cáo việc này lên rất nhanh bên trong đại lễ đường ngầm triệu tập hội nghị khẩn cấp những nhân vật lớn hết sức quan trọng với cả nước, hầu hết đều tập trung ở đây. Lúc đầu rất nhiều người kiên quyết, cho dù hiện giờ hung thú các nơi làm loạn đã bắt đầu khó có thể bình ổn, họ cũng không thể chấp nhận việc đưa thành phố cho thú giữ. Nhưng khi Lý Quốc lão cho mọi người thấy sự cường hãn này, thông tin liên quan đến kim điêu và video chiến đấu trực tiếp, rất nhiều người sắc mặt đại biến, lúc này bọn họ căn bản không thể cùng hung thú thực lực cường đại như thế chống lại. Thêm vào đó con hung thú này tạm thời không ôm địch ý với loài người. Sau khi cân nhắc lợi hại, đa số mọi người cho rằng thay vì cùng con hung thú này chiến đấu để binh sĩ tạo thành thương vong thảm trọng không bằng chắp tay nhường thành phố giang châu huống hồ còn có thể mượn cơ hội này để nhanh sự hiểu biết về hung thú và nghiên cứu về thuốc gen cho dù về sau hung thú phản thủy hay là được voi đòi tiên họ cũng có nhiều sức mạnh hơn để chống lại hung thú thế là toàn bộ cuộc họp kết thúc 2 phần ba số người đồng ý nhượng lại giang châu từ trấn quốc cũng không có gì bất ngờ gì là người trung gian đến đàm phán với tôi tiểu nam sơn lúc này tôi đang sử dụng bảng điều khiển để thôn phệ thi thể hung thú không ngừng được đưa tới Liên tục đạt được điểm tiến hóa, chúc mừng 15 điểm tiến hóa, chúc mừng 60 điểm tiến hóa, chúc mừng 35 điểm tiến hóa, điểm tiến hóa 1566. Sau khi bảy con hung thú thần phục, cũng rất thành thật làm theo chỉ dẫn của tôi, từ sau khi những hung thú này dựa theo mệnh lệnh của tôi tách ra hành động, phạm vi thế lực mở rộng nhanh chóng, thế lực trong hệ thống một khắc cũng không ngừng tăng trưởng. Mà bọn họ mang đến thi thể hung thú, mặc dù sức mạnh không mạnh, hầu hết chỉ là hạng E hoặc F, không thể chuyển hóa nhiều điểm tiến hóa, nhưng mỗi dù nhỏ cũng là thịt hú chi số lượng cực kỳ lớn. Từ khi họ bắt đầu hành động cho đến bây giờ, cũng không lâu lắm, đã cống hiến hơn 1000 điểm, từ cấp C lên cấp B, điểm tiến hóa gần như cạn kiệt phục hồi được một số. Từ cấp B lên cấp A, phải tốn tới 100.000 điểm tiến hóa, hơn 1000 điểm tiến hóa này của tôi không đáng nhắc tới. Nhưng tôi không vội, dù sao thì cho đến bây giờ, chỉ có mình tôi là hung thú cấp B, chính mình đã đứng ở đỉnh cao nhất thời đại này, những hung thú khác muốn đuổi theo còn cần một chút thời gian. Tất nhiên, tôi cũng không có ý định sơ suất hay thư giãn tôi biết rất rõ những hung thú cường đại kia cho dù là huyết mạch thiên phú hay là khí vận đều kinh khủng đến không thể tưởng tượng được cho dù mình có gia trì hệ thống cũng không thể xem nhẹ bước quá tiểu nam sơn cùng với hung thú cường đại xung quanh hiện tại hoặc là chết trong tay mình hoặc là đã thần phục muốn săn giết hung thú đẳng cấp cao có được nhiều điểm tiến hóa và kỹ năng mạnh mẽ tạm thời không còn cách nào khác phải chờ một thời gian khi hung thú cấp b lần lượt xuất hiện đó là thời điểm tốt nhất để vung lưỡi hái lập tức phái ra hung thú dưới trướng mở rộng địa bàn cho mình cung cấp thi thể hung thú mới là biện pháp tốt nhất, và điều này cũng cần phải cung cấp cho họ một số lợi ích, mới có thể khích lệ bọn họ tốt hơn, điều đó có nghĩa là cần rất nhiều điểm thế lực. Tôi không tin vào lòng trung thành tuyệt đối, nhưng tin vào sức mạnh tuyệt đối và lợi ích tuyệt đối. Cây gậy và củ cải là tốt nhất, hung thú dưới trướng trung thành càng nhiều, điểm thế lực càng nhiều, còn có chính là địa bàn càng lớn cung cấp điểm thế lực cũng lại càng nhiều. Hàng triệu người ở thành phố Giang Châu, khoảng cách Tiểu Nam Sơn khá gần, sau khi chiếm cứ tất nhiên có thể đạt được đại lượng điểm thế lực đến lúc đó luận công ban thưởng một phen tất nhiên sĩ khí dâng cao quan trọng nhất là trong trí nhớ của tôi thành phố giang châu không hề đơn giản lúc trước nhân loại bị hung thú công kích không ngừng bại lui thành phố giang châu đã xảy ra dị biến có cổ võ cùng loài người tu hành công pháp lưu truyền ra ngoài ngoài việc có thuốc ghen có thể tăng cường sức mạnh còn có thể thông qua tu hành tăng lên thực lực thế nhưng hung thú đã sớm tu hành mấy năm thời gian hung thú cường đại tầng tầng lớp lớp loài người tích trọng nan hồi cuối cùng vô lực xoay chuyển trời đất nếu là tôi sớm chiếm cứ giang châu thành phố vậy chìa khóa sự hưng suy của loài người cũng sẽ nắm trong tay mình. Cũng trong lúc tôi định xem tiến độ tu luyện của Tiểu Bạch Hồ, tôi đột nhiên giật mình, nhìn về phía bầu trời xa xa. Tôn chủ, từ trấn quốc đến rồi, hỏa điểu lao đến, thanh âm mang theo vài phần hưng phấn cùng kích động, và đằng sau cô ấy, Huyền Vũ thần ưng móng vuốt gấp từ trấn quốc gắt gao đi theo, chẳng mấy chốc đã tới cửa hang. "Vào đi." Ta thản nhiên mở miệng nói. Hỏa điểu và Huyền Vũ thần ưng cùng vừa mới đáp xuống đất. Từ trấn quốc nhanh chóng tiến vào trong huyệt động, Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp Lục Vũ, nhưng khi đối mặt với Lục Vũ, cảm giác bất lực trên núi cao vẫn không hề giảm đi nửa phần, ngược lại càng mãnh liệt hơn. "Thế nào, đã có quyết định chưa?" Tôi bình tĩnh nhìn hắn, từ phản ứng của Từ Trấn Quốc về tới đây mà xem. Tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra, tất nhiên, ngay cả khi loài người thỉnh cận không đồng ý cũng không sao, chỉ là lãng phí chút thời gian thôi. Cái nhìn cao thượng của tôi khiến áp lực trong lòng Từ Trấn Quốc tăng thêm vài phần. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, lấy lại bình tĩnh nói, "Lục tiên sinh, mong muốn chiếm thành phố Giang Châu mà anh đã đề cập. Quốc lão đồng ý, chỉ hy vọng lục tiên sinh thả bọn họ đi, những người không muốn tiếp tục ở lại thành phố Giang Châu. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi gật đầu đồng ý, tôi muốn thành phố Giang Châu, chủ yếu vẫn là địa bàn và tài nguyên của thành phố Giang Châu. Tôi không quan tâm đến những người đó, hơn nữa, tôi biết rất rõ, với sức mạnh ngày càng tăng của hung thú, nhân loại sẽ liên tục bại trận, các thành phố lớn sẽ dần trở thành địa đàng của những con thú dữ. Mà thành phố Giang Châu có chính mình tọa trấn, thật sự sẽ vững như núi. Những người khác sau đó muốn vào thành phố, sẽ không dễ dàng như vậy đâu, liên trực tiếp đồng ý. Điều này làm cho Từ Trấn Quốc sững sờ, sau đó theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lo lắng về việc tôi yêu cầu thành phố Giang Châu là để mắt tới người dân ở thành phố Giang Châu, dù sao rất nhiều địa phương cường đại hung thú hoàn toàn lấy nhân loại làm thức ăn, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng nếu tôi đồng ý để những người trong thành phố đi, vậy điều này nói rõ ta có thể thật sự không có hứng thú gì với nhân tộc bọn họ. Đây là bản đồ thành phố Giang Châu hiện nay, khu vực này sẽ thuộc sở hữu của Lục Tiên Sinh. Từ Trấn Quốc từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ đưa cho ta, vẻ mặt trịnh trọng hành lễ. Hy vọng Lục Tiên Sinh sau này có thể đối xử tử tế với thành phố Giang Châu. Sau này có nhu cầu gì cũng có thể nhanh chóng nói ra. Nếu có thể giúp được Lục Tiên Sinh, chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể. Tôi gật đầu, lúc cần thiết sẽ tìm các người. Nhân loại mặc dù thực lực không được, nhưng công nghệ và các nguồn lực mà họ có. Những gì vệ tinh có thể cung cấp, mọi thông tin đều được tôi đánh giá cao. Ta ngày sau muốn tìm kiếm cấp B hoặc là hung thú cường đại hơn, hoặc tin tức về linh dược thì không cần phải tìm đông tìm tây hoàn toàn có thể cho nhân loại đi tìm, quan sát vệ tinh hoặc các phương pháp khác. Hung thú dưới trướng nếu bị thương, cũng có thể để nhân loại ra tay mau chóng chữa khỏi. Nhưng ta hiện tại tạm thời không có ý định hợp tác với nhân loại. Dù sao người lo lắng là họ chứ không phải mình, kéo dài một chút ngược lại có lợi cho mình. Hỏa Điểu, thông báo đi. Ngoại trừ lưu lại một hung thú cấp C ở đây trông coi linh tuyền, những hung thú khác đều đi tới thành phố Giang Châu. Thành phố ngàn vạn dân cư sắp bị một con hung thú chiếm lĩnh. Người dân Giang Châu biết được tin tức, cầm vũ khí xuống đường biểu tình. Nhưng khi nhìn thấy kim điêu khủng bố che khuất bầu trời kia, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra sợ hãi đối với cường giả. Đám người vốn đang kêu gào trong nháy mắt im lặng. Hung thú cấp B đáng sợ như vậy, chỉ là hơi thở tỏa ra, khiến cho bọn họ cơ hồ không sinh ra tâm tư phản kháng. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người nhìn chăm chú, tôi vỗ cánh, như Lôi Đình Thiểm đã tới bầu trời bên rìa thành phố Giang Châu, nhìn xuống đám người bên dưới, nhìn những người này cầm dao thái lát gạch kia, hiển nhiên không phải đến đây để chào đón mình. Nhưng tôi không quan tâm, đám kiến hôi này căn bản không đáng nhắc tới bây giờ biến Giang Châu thành phạm vi thế lực của mình, tăng cường sức mạnh là điều quan trọng nhất, nên tôi chỉ nhìn lướt qua họ, liền tiếp tục bay về phía trung tâm thành phố Giang Châu. Nhưng đúng lúc này biến cố đột nhiên phát sinh, không ít người từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt chán ghét nhìn tôi, trên đỉnh đầu xẹt qua hung thú khổng lồ, nhanh chóng lấy ra pháo tự chế những ngày này, nhắm vào tôi là bắn. Đây là lãnh thổ của chúng ta, hung thú đi chết đi, tiếng nổ, tiếng pháo nổ vang lên, một viên đạn đen tuyền kèm theo ánh lửa nồng đậm, nghịch thiên mà lên thẳng hướng ta vọt tới, chuyện xảy ra rất đột ngột tôi lập tức bừng tỉnh lại mọi người trong trạng thái đờ đẫn lập tức nhìn theo thanh âm của pháo binh ta thần sắc nhiều hơn một tia linh nhiên xem ra mình đối với thành phố này vẫn còn quá ôn hòa với người dân chỉ có thể cho bọn họ biết cái gì là nỗi sợ hãi thực sự khiến họ phải phục tùng pháo binh để lại dấu vết dài trên không trung khi tôi sắp ra tay hai mắt hỏa điều phát lạnh gào lên một tiếng trực tiếp vọt tới bên cạnh ta đem hỏa pháo kia nuốt xuống một tiếng trầm đục rất nhỏ truyền ra pháo nổ tung trong thân thể hỏa điểu, nhưng nó không làm nổi sóng gì giống như nó vừa ăn no vừa ở một cái mà thôi. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông bắn pháo, da đầu tê dại, tay chân lạnh lẽo, rơi vào trong tuyệt vọng sâu sắc, pháo này hắn chuẩn bị đặc biệt để chống lại hung thú, ngay cả thép cứng cũng bị nổ tung, nhưng không có cách nào làm tổn thương xác thịt của Hỏa Điểu. Những người xung quanh đều kinh ngạc, đều không tin đây là sự thật, súng bắn tỉa ống phóng tên lửa nhắm ngay Hỏa Điểu. Bất quá lúc này đây còn không đợi bọn họ ra tay, một giọng nói giận dữ phát ra từ miệng Hỏa Điểu. Dám ra tay với tôn chủ, muốn chết? Lời còn chưa dứt liền thấy nàng mạnh mẽ mở rộng miệng, ngọn lửa nóng như dung nham phun ra từ miệng nàng, tạo thành một con rồng lửa dài, nặng nề phun lên mặt đất. Người đàn ông và hàng trăm người xung quanh ngay lập tức bị cuốn vào một biển lửa. Sau một thời gian đấu tranh đau đớn, cũng chỉ còn lại có theo gió phiêu đãng từng đoàn cho tàn, đến xương cũng không còn. Một màn này trực tiếp khiến vô số người ngây người, ngay sau đó bất an hoảng sợ phẫn nộ. Từng chút một cảm xúc đang dâng lên trong lòng mọi người, chỉ là một con hung thú dưới trướng Kim Điêu đã đáng sợ đến mức này. Một khi hắn thuận lợi nắm giữ thành phố Giang Châu, chờ đợi chính mình tuyệt đối là ngày tận thế không thể tưởng tượng nổi đặc biệt là những hình ảnh đang dãy dụ trong biển lửa tiếng thét kinh hoàng sóng nhiệt trong tầm tay cảnh tượng như địa ngục kích thích bọn họ sâu sắc làm họ sợ càng làm cho bọn họ tức giận hung thú tàn bạo thành tính hôm nay chính là có chết ở chỗ này cũng không cho chúng vào thành phố bảo vệ tổ quốc đã đến lúc báo thù cho đồng bào trong khoảnh khắc vì người đàn ông và hàng trăm công dân những người dân đang tụ tập ở đây trước cái chết liên tục phát ra tiếng giống giận hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi và hỏa điểu giết chúng đi, nguy cơ của thành phố Giang Châu có thể giải trừ. Cùng nhau giết chúng, một hòn đá tạo nên ngàn tầng sóng. Không biết ai ra tay trước, các loại vũ khí tự chế, pháo và mũi tên, vân vân, họ sử dụng tất cả. Đi thẳng đến đám hung thú chúng ta, thấy cảnh này, bất luận là Từ Trấn Quốc bị Huyền Vũ Thần ương gắp, vẫn chạy tới rìa thành phố Giang Châu, Lý Trường An đều là vẻ mặt hoảng sợ, đồng thời lại lúng cuống tay chân không biết xử lý như thế nào. Họ biết quá rõ, mức độ công kích này đối với tôi mà nói, Culet cũng không tính, nó chỉ làm tôi tức giận cuối cùng mang đến hậu quả không thể tưởng tượng nổi tôn chủ những người này không tôn trọng ngài hay là giết hết đi dù sao thành phố giang châu này sau này đều là địa bàn của ngài những con người này ngoài làm thức ăn cũng không có tác dụng gì khác hỏa điều quan sát công kích của đám người phía dưới trên mặt không khỏi hiện lên một tia sát ý nồng đậm huyền vũ thần ưng cũng liên tục gật đầu thập phần tán thành theo họ tôi đã dành cho nhân loại quá nhiều ưu đãi những người này không chỉ không biết ơn mà còn dám ra tay với chúng ta không thể tha thứ tôi không trả lời câu hỏi của họ chỉ là trong mắt có lôi đình bắt đầu lóe lên thanh âm băng lãnh vô tình vang vọng trong thiên địa lôi đình hạ thế khi trời đất tràn ngập tiếng nói của tôi một cỗ khí tức nghiền ép vạn vật bể nghĩa thiên hạ lặng lẽ trải rộng đến giang châu mọi ngóc ngách của thành phố mây đen trên bầu trời không ngừng có sấm sét lóe lên đem bầu trời càng lúc càng tối tăm xé rách ra một khe hở ánh sáng tất cả mọi người ở phía dưới đều ngẩng đầu nhìn trời vào lúc này thân hình rực rỡ của tôi đã trở thành ánh sáng duy nhất không thay đổi trong bầu trời tối tăm lòng bọn họ trong phút chốc bao phủ một áp lực cực lớn khó có thể miêu tả, tựa như lưng đeo núi lớn không thể động đậy. Những công kích vừa đánh ra ngoài cũng bị lôi uy đảo ngược, đinh đinh hướng dưới đất rơi xuống. Những người thực lực yếu kém lão yếu bệnh tật thân thể run rẩy, lúc này không chịu nổi lôi uy càng ngày càng bành trướng, nửa quy trên mặt đất không thể đứng thẳng lên. Ngay sau đó là những thanh niên, toàn bộ xương của họ đang kêu răng rắc, dường như sắp bị ép gãy, trở thành một bãi thịt băm trong lôi uy. Hơn những người bình thường này, một số ít người đã trở thành chiến binh ghen. Thời gian ở dưới lôi uy chịu được lâu nhất, nhưng cũng không khác biệt lắm. Vài hơi thở ngắn trôi qua, thành phố Giang Châu cực lớn đều ở trong phạm vi bao phủ khí tức của ta. Tất cả mọi người, dù muốn hay không muốn, đều đã bị cưỡng chế quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Mà cỗ lôi uy này cũng không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt là sấm sét cuồn cuộn trên bầu trời, như ngàn con rắn bạc lượn nhảy, tựa hồ chỉ cần ta nhất niệm hạ xuống, có thể biến thành phố Giang Châu thành một đống đổ nát. Đây chính là chỗ đáng sợ của hung thú cấp B sao? Không thể tưởng tượng được, nó giống như một vị thần, rất nhiều người xem truyền hình trực tiếp hoảng hốt sức mạnh của tôi vượt xa sự dự đoán của họ ngay cả khi họ ở trên nền tảng mạng trong thời đại này chứng kiến rất nhiều hung thú làm ác hay là những đoạn video nổi sóng tuy nhiên so với sức mạnh của tôi giống như ánh sáng huỳnh quang so với trăng sáng hoàn toàn không thể so sáng một trận có thể nói là lửa dẫn của yêu vương họ không thể nghĩ ra biện pháp nào còn người dân thành phố giang châu bị lôi uy áp chế quỷ trên mặt đất giờ phút này trong lòng hiện ra nồng đậm hối hận nếu sớm biết hung thú này đáng sợ đến mức này dù thế nào cũng không tập hợp ở đây để chống lại. Mắt thấy đầy trời lôi đình sắp đánh xuống, Lý Trường An lòng nóng như lửa đốt, cộc cộc gập đầu, cho dù chán đã máu thịt mờ mịt, hắn cũng không dừng lại. Mình có thể chết, nhưng người dân thành phố Giang Châu không thể chết. Thành phố Giang Châu không thể bị diệt vong như vậy, Lục Tiên Sinh, tôi là Lý Trường An thị trưởng của thành phố Giang Châu. Hôm nay xúc phạm ngài, những người này đã biết sai rồi. Hy vọng ngài dơ cao đánh khẽ thả bọn họ, để thể hiện sự chân thành, ngài có thể đưa ra một yêu cầu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành cho ngài. Lý Trường An biết rất rõ, không dễ để tôi dừng lại, cho nên hắn trực tiếp đưa ra điều kiện xem như nhận lỗi. Ta vốn đã muốn kích động lôi đình, để cho tất cả mọi người nhớ kỹ kết cục chọc giận chính mình, nhưng Lý Trường An khiến tôi hứng thú, tôi dự định lấy thành phố Giang Châu làm đại bản doanh của mình. Các loại công việc cần con người, tự nhiên cần sự giúp đỡ của một người tinh vi. Tiểu Bạch Hồ đang bế quan, cho dù sau khi xuất quan thực lực có tăng lên, tuy nhiên, kinh nghiệm quản lý không nhiều, cần người chuyên môn bồi dưỡng và tích lũy một số kinh nghiệm. Nếu là có tên này bên cạnh phụ trợ cùng chỉ điểm, nó sẽ phát triển nhanh hơn bị ánh mắt tôi nhìn chằm chằm lý trường an tự hồ hiểu được điều gì đó mở miệng nói ra giá trị của mình lục tiên sinh mới đến hẳn là không biết nhiều về thành phố giang châu nếu ngài không phiền tôi có thể đi theo lục tiên sinh quản lý thành phố giang châu cho lục tiên sinh sau đó lục tiên sinh có vấn đề hoặc yêu cầu gì lý ra cũng sẽ đi cùng lục tiên sinh cùng trả lời hoặc chuyển lời lên trên thấy lý trường an có chút nhãn lực hơn nữa kế hoạch tiếp theo đối với thống trị thành phố giang châu cũng cần lý trường an đặc biệt là yêu cầu mà hắn ta đề cập nhìn hắn như đinh đóng cột thế kia có lẽ đã liên lạc với cấp trên rồi so với giết người ở giang châu yêu cầu này chắc chắn hợp khẩu vị của tôi hơn lúc này ta dần dần thu liễm hơi thở của mình sấm xét đang hoành hành trên bầu trời bắt đầu thu lại mây đen dày đặc và dần dần tàn đi lôi đình hạ thế bị tôi rút đi nhưng uy nghiêm của lôi đình hạ thế quá mạnh rất nhiều người đến giờ phút này cũng không kịp phản ứng sau này còn dám khiêu khích bản tôn lại dám gây sự giết không tha cho đến khi giọng nói đầy cảnh báo của tôi vang lên đưa họ trở lại thế giới hiện tại thân thể theo bản năng run rẩy. Sau khi tôi nói xong, không để ý đến họ nữa, chỉ là một móng vuốt, đem Lý Trường An gấp vào trong chảo, mang đến trung tâm thành phố Giang Châu. Sau khi tôi rời đi, không ít người lúc này mới lấy lại được sức sống chậm rãi đứng dậy, quần áo ướt đẫm mồ hôi, thậm chí đôi chân còn không thể đứng dậy. Cũng may là không có gì nguy hiểm, chuyện này coi như là quá khứ rồi. Vấn đề cần suy nghĩ bây giờ là, sau này làm sao sống được ở nơi hung thú san sát này. Dù sao con kim điều này cũng có thể giết sạch, cơ hội như vậy họ lại không động thủ có thể thấy được kim điều này không chọc vào họ sẽ không ra tay là thật thành phố giang châu không nguy hiểm như tưởng tượng không ít người thở phào nhẹ nhõm nhưng chẳng bao lâu nữa trên bầu trời càng ngày càng nhiều bóng dáng hung thú xuất hiện trái tim họ hạ xuống lại nhảy lên cổ họng tôi đã được tái sinh và trở thành một con kim điêu và đánh thức thôn phệ tiến hóa hệ thống chỉ cần thôn phệ là có thể phát triển vô hạn ta rốt cục bằng vào ngón tay vàng này hiện tại trở thành hung thú cấp bê duy nhất trên thế giới còn chiếm cứ ngàn vạn cấp nhân khẩu thành thị làm đại bản danh của mình vừa rồi Hệ thống thế lực thương thành xuất hiện một nhiệm vụ. Khởi điểm của tất cả, xây dựng thế lực thuộc về mình. Đầu tiên cần một căn cơ ổn định mà cường đại. Mục tiêu nhiệm vụ: Hệ thống phụ tặng Cửu Thiên Tụ Linh trận làm căn cơ. Thiết lập trận pháp bao trùm thành phố Giang Châu. Trận pháp có thể hấp thu thiên địa linh khí, chống lại kẻ thù xâm lược, có thể tấn công. Phần thưởng nhiệm vụ: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trung tâm thương mại thế lực mở cửa với quyền hạn cao hơn và hàng hóa cao cấp hơn, và tặng kèm 100.000 điểm thế lực, một cơ hội để tiến hóa ngẫu nhiên một phần cơ thể. Các bộ phận ngẫu nhiên sau khi tiến hóa, có thể so sánh với cấp A. Sau khi xem xong nhiệm vụ hệ thống và phần thưởng, đôi mắt tôi sáng lên một chút, trận pháp Cửu Thiên Tụ Linh trận, nó đã ở trong đầu tôi rồi, mặc dù rất phức tạp, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn, đã hiểu được sự lợi hại của trận pháp này. Cho dù không có hệ thống khen thưởng, tôi cũng sẽ sắp xếp mọi thứ, nhưng mà một khi trận pháp này bố trí xong, thành phố Giang Châu sẽ giống như một cái linh trì khổng lồ, sẽ có linh khí liên tục không ngừng tiến vào, rất tốt cho việc tu luyện. Hơn nữa một bộ phận linh khí dị thường nồng đậm tiếp điểm trận pháp nó có thể được sử dụng như một cánh đồng thuốc để trồng linh dược mấu chốt là trận pháp này còn có thể dùng để chống địch sau khi bố trí coi như là yêu thú cấp a muốn phá vỡ đều cần một chút thời gian huống chi trận pháp này sau này còn có thể trực tiếp mở rộng thông qua điểm thế lực có thể nói một lần và mãi mãi nếu có trận pháp che chở cho dù sau này có xảy ra chuyện gì tổ của mình cũng có thể vững như đá không bị phá hủy theo trí nhớ của tôi sau khi linh khí phục hồi không chỉ là sự tăng trưởng của linh khí một ít tồn tại khủng bố đủ để diệt thế cũng là dần dần từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cần phải chuẩn bị trước. Huống chi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thế lực này, phần thưởng mà tôi nhận được cũng khiến tôi rất xúc động. Khu thương mại không chỉ mở sản phẩm có thẩm quyền cao hơn, còn có thể tặng kèm 10 vạn điểm thế lực, tiến hóa bộ phận ngẫu nhiên, cơ hội đạt đến cấp độ A. Nếu giữa cấp C và cấp B, khoảng cách đã không thể vượt qua bằng bất cứ thủ đoạn nào. Vậy thì sự khác biệt giữa cấp B và cấp A là một trời một vực. Một khi bước vào cấp A, bất kỳ vũ khí nóng nào của Lam Tinh, bao gồm cả bom hạt nhân và bom khinh khí, sẽ không có cách nào gây tổn thương cho cấp A, có thể nói là bước vào cấp A, chân chính bước đến siêu phàm sinh linh cao cấp. Kiếp trước hung thú có thể bước vào cấp A cũng ít lại càng ít, đều là bá chủ một nước thậm chí mấy nước, kiêu ngạo trên thế gian, là cường giả đứng đầu lam tinh. Nếu bộ phận cơ thể của ta có thể bước vào cấp A, cho dù chỉ là một phần bước vào, như vậy khi đối kháng với hung thú cấp B khác, ta sẽ có con át chủ bài mà những hung thú khác không thể chống lại. Trong lòng tôi có chút kích động và chờ mong, tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên vào lúc này chúc mừng ký chủ triệt để khống chế thành phố Giang Châu, phạm vi thế lực ngày càng tăng, thưởng 50.000 điểm thế lực. Ta lập tức sáng mắt, cực kỳ kinh hỉ, lúc trước tôi muốn chiếm thành phố Giang Châu, chính là coi trọng diện tích thành phố Giang Châu rất lớn, sẽ có rất nhiều điểm thế lực có thể đạt được sau khi chiếm, chỉ là không nghĩ tới lại là 5 vạn điểm thế lực. Lần này chiếm cứ thành phố Giang Châu thật là lợi lớn, nhưng rất nhanh trên mặt ta lại hiện lên một tia thất vọng. Mặc dù có rất nhiều điểm thế lực, tuy nhiên, cửa hàng không được nâng cấp. Những gì tôi có thể mua bây giờ không khác gì trước đây vì đã đột phá đến cấp độ B, đối với tôi đồ không có gì hấp dẫn. Chỉ là tôi nghĩ lại lại mở ra thế lực thương thành. Ánh mắt trọng điểm rơi vào tiến giai dược tề, phiếu rút thưởng trang bị ngẫu nhiên. Tiến giai dược tề cấp C, sau khi sử dụng đối với mục tiêu, có thể nâng cấp mục tiêu từ cấp D lên cấp C, đá, 1000 điểm thế lực. Phiếu rút thưởng trang bị ngẫu nhiên tứ phẩm, sau khi sử dụng, chúng ngẫu nhiên một trang bị tứ phẩm, trang bị này phù hợp với sức mạnh cấp C, giá 1000 đến 10000 điểm thế lực, càng tốn nhiều điểm thế lực, càng được trang bị tốt, hai thứ đó không có tác dụng với tôi bây giờ nhưng đối với đám hòa điểu và huyền vũ thần ương lại có trợ giúp rất lớn dù sao thực lực của bọn họ phần lớn đều ở cấp c cử thiên tụ linh trận cần mau chóng bố trí cho họ máu gà trước khi bố trí thực lực của bọn họ tăng lên đối với sắp xếp trận pháp sẽ có lợi rất lớn tôi suy nghĩ một lát quyết định lấy năm mươi điểm này trước tiên dùng trên người hung thú dưới trướng không thể để ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ ân uy cùng làm việc mới là phương pháp tốt nhất lúc này ta lập tức gọi huyền vũ thần ương tới bảo hắn triệu tập tám con hung thú cấp c như hỏa điểu đồng thời cũng đem chiến thần cự ngưu băng diễn song thủ lang cùng với hám địa giáp thú cùng nhau triệu tập lại đây không lâu sau trong một phòng họp sâu trong hầm trú ẩn thu nhỏ cơ thể tôi đứng ở vị trí đầu tiên quét mắt nhìn hỏa điểu và hung thú lục tục chạy tới phía trước có chút hài lòng gật gật đầu ngoại trừ tiểu bạch hồ đang bế quan tu luyện trong linh chỉ ra 12 con hung thú này chính là chiến lực mạnh nhất dưới trường ta khí tức đều rất cường đại người yếu nhất cũng là người mạnh nhất trong cấp d chính là không tính đến tồn tại cấp b của mình Họ tụ họp lại với nhau, cổ lực lượng tương đối kinh người. Và trong khi tôi quan sát họ, 12 đầu hung thú nội tâm phần lớn phi thường thấp thỏm. Tôi hiếm khi tập hợp họ lại với nhau, lần này thành phố Giang Châu mới định. Tập hợp vào thời điểm mấu chốt này, bọn họ đều mơ hồ cảm thấy lần triệu tập này không tầm thường. Hôm nay triệu tập các ngươi, chủ yếu là có hai điều. Lúc này tôi chậm rãi mở miệng, biểu hiện của các ngươi những ngày này, ta đã nhìn thấy nó. Cho dù là mở rộng phạm vi thế lực của chúng ta ở Tiểu Nam Sơn, hay là chiếm cứ thành phố Giang Châu, các ngươi đã làm tròn bổn phận của mình hôm nay là ngày khen thưởng cho màn trình diễn của các ngươi ta đã nói rồi đi theo ta sẽ không thể thiếu lợi ích của các ngươi nghe đến đây đám người hỏa điểu sắc mặt đều là hơi vui vẻ mọi người ngẩng đầu nhìn ta mặc dù bọn họ là do thực lực cường đại của ta sợ hãi mới nguyện ý cúi đầu xương thần với ta cũng không hẳn là không có ý nghĩ từ chỗ ta thu một ít lợi ích rất nhanh bọn họ lại hơi nhíu mày bởi vì họ không hiểu tôi sẽ thưởng gì cho họ linh khí trong linh trì bị ta hấp thu hơn phần nửa hiện tại chỉ còn lại rất ít linh dịch lại bị tiểu bạch hồ hấp thu họ muốn hấp thụ lại phải đợi ít nhất một tháng còn phải thay phiên nhau xếp hàng ngoại trừ phần thưởng việc tu luyện trong linh trì họ không hiểu tôi có thể làm được gì hay để bọn họ làm bá chủ một khu vực nào đó của giang châu nhưng không thể tăng trưởng sức mạnh lại không thể muốn làm gì thì làm họ không có hứng thú tất nhiên mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng trên mặt họ không lộ ra nhiều sức mạnh hiện tại của tôi nằm ngoài tầm với của họ cho dù đó chỉ là một phần thưởng cho có lệ họ cũng phải cười và nhận lấy có thể thăng lên cấp c trí thông minh của họ không hề thấp đạo lý đối nhân xử thế cũng là một bộ tâm tư của những hung thú này ta hiểu rất rõ tâm thần tôi vừa động trực tiếp tại trung tâm thương mại thế lực dùng 8 phiếu rút thưởng trang bị ngẫu nhiên bởi vì chỉ có 50.000 điểm lực vì vậy tôi đã không kéo đầy mỗi phiếu rút thưởng trang bị ngẫu nhiên cũng tiêu hao 5.000 điểm thế lực với việc khấu trừ 40.000 điểm thế lực trên bảng điều khiển hệ thống của tôi đột nhiên xuất hiện một cái máy rút thưởng đang quay liên tục sau đó tiếng nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên chúc mừng ký chủ đạt được dây chuyền liệt diễm trang sức tứ phẩm trung cấp sau khi đeo có thể tăng, cấp C 50%, cấp D 100%, cấp E 200%, tăng uy lực công kích hỏa linh khí, có thể đeo ở cấp C và thấp hơn, không hợp lệ trên cấp C. Chúc mừng ký chủ đạt được Bạch cốt đại bổng, tứ phẩm trung cấp vũ khí, cân nặng 3000 cân, tăng cường sức mạnh khi sử dụng, cấp C 50%, cấp D 100%, cấp E 200%, có thể đeo ở cấp C và thấp hơn, không hợp lệ trên cấp C. Chúc mừng ký chủ đạt được viên tinh thuẫn, trang bị phòng thủ trung cấp tứ phẩm Toàn lực thôi động có thể hóa thành cự thuẫn 10m, chống lại mọi đòn tấn công trực diện và liên tục cắt giảm sức mạnh của đòn tấn công.